Sau khi chơi thì mình có hỏi là anh chị em đã chơi trò chơi hội chợ như thế này bao giờ chưa? Rất rất nhiều người lắc đầu, nhận được câu trả lời đó là chưa từng chơi như thế này bao giờ cả. Mà quả đúng như thế, 7 trò chơi đón nhận rất rất là đông người, 200 gia đình tự tề tựu nơi đây trong ngôi nhà nguyện, khuôn viên của ngôi nhà nguyện bé nhỏ trên vùng núi cao này, để được lãnh quà, được chơi, được sân chơi bổ ích, vui tươi, mang lại nhiều quà, không phải mang đồng nào hết, mà quà mang về thì quá thể làm vậy. Những trò chơi lùa vịt, thả banh đinh, cho banh vào rổ, ném vòng vào cổ chai như thế này mang lại rất là nhiều niềm vui, những tiếng cười rộn rã, những tiếng cười vốn thiếu vắng trên những khuôn mặt khá là khắc khổ của anh chị em vốn đã ít cười thì chớ. Nhưng hôm nay khuôn viên nhà nguyện ngập tràn tiếng cười, nụ cười, quà ôm không hết, ai cũng được cái bịch xà bông 2 ký như thế này hết. Mà khó quá, thả banh tung vong, đứng lại ở chỗ cái đinh quy định thì được quà 1 phiếu, được 5 trái banh, bao nhiêu là cơ hội cho anh chị em. Em bé cũng chơi được, người lớn cũng chơi được. Thế này là chúng ta coi ném banh vào rổ, chen nhau ném làm sao được bịch xà bông, ném làm sao được 1 chai dầu ăn, ném làm sao được 1 thùng mì tôm. Người già cũng ném, trẻ em cũng ném, và quà mang về thì rất là nhiều. Những gương mặt của em bé đây đang là ôm quà sau khi chơi, còn ba mẹ thì đang đi vô chơi rồi, vì ai cũng được 7 phiếu cơ mà. Nhìn những gương mặt hạnh phúc, háo hức được chơi như thế này, những người tổ chức cũng cảm thấy rất vui và xin tri ân quý anh chị em đã chia sẻ những hy sinh của mình cho anh chị em đồng bào. Hốt cũng chúng mày tôm rồi. Được một ngày chơi thỏa thích, và sau khi chơi thì những món quà còn lại sẽ là xổ số đặc biệt. Mỗi người sẽ được những gì còn lại mà chúng tôi để khâu chơi không hết, như một cái nồi như thế này chẳng hạn, hay một lốc xì dầu như thế này, hay là một cái nồi cơm điện, mua cái này là giải đặc biệt, và cuối cùng là một thùng nước ngọt cha phó đang là vác đây. Xin cảm ơn anh chị em một lần nữa. Chúng tôi lại lên xe công nông và trở về nhà mình. Nguyện xin Chúa Hải Đồng ban muôn phước lành cho anh chị em.